Alo, chào mọi người, mình là Cóc đây ha. Chào các bạn. 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 Đó là nội dung chính của video ngày hôm nay ha. Trước khi vào nội dung chính á thì intro. Rồi. Nếu mà bạn nào chưa biết cách sử dụng V3 á, thì các bạn có thể quay lại coi cái video lần trước mình làm, có hướng dẫn sử dụng V3 căn bản luôn ha, và có chỉ cách để mà có thể trải nghiệm được V3 miễn phí nữa. Mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là để đâu góc trên đây nè ha. Rồi, ok, giờ thì vào nội dung chính. Trước tiên bạn cần phải nắm được cái khẩu quyết làm sao để mà tạo được cái video V3 nói được tiếng Việt ha. Khẩu quyết cũng đơn giản ha, gồm hai câu là dùng prompt tiếng Anh, còn câu thoại trong prompt thì tiếng Việt ha. Cụ thể như thế nào thì mình demo cho các bạn coi luôn nè. Ok, mình có tạo sẵn một con AI bên ChatGPT ha, chuyên hỗ trợ viết prompt cho V3. Bạn có thể tham khảo sử dụng cái này ha. Mình sẽ để link dưới phần mô tả luôn. Ok, rồi vô nha. Ví dụ nè, kịch bản nè, hãy tạo kịch bản đoạn intro của video với lời chào. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chân Đất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video V3 nói tiếng Việt. Rồi, Enter. Mình sẽ gửi cái yêu cầu này cho con AI này ha. Đây, nó sẽ ra cái prompt để mà bạn đem cái prompt này đem qua bên Gemini hoặc Flow. Bạn gửi cho nó ha. Đây, rồi. Hiện tại thì câu prompt này là bằng tiếng Việt nha các bạn. Không có đúng với cái khẩu quyết là prompt tiếng Anh. Và câu thoại là tiếng Việt ha. Bây giờ mình yêu cầu nó chuyển. Đây. Hãy chuyển câu lệnh này thành tiếng Anh và giữ nguyên câu thoại tiếng Việt. Đây ha. Đó, nó sẽ chuyển cái câu prompt của bạn thành tiếng Anh ha. Còn cái câu thoại nè, nó vẫn giữ nguyên tiếng Việt cho các bạn. Đó, thấy không? Đó, đó là khẩu quyết á. Câu thoại, câu prompt là tiếng Anh. Còn cái câu thoại vẫn là tiếng Việt. Ok ha. Rồi, bây giờ bạn copy cái đoạn prompt này đem qua Gemini. Nhớ bật cái này lên nha, V3. Rồi, Enter, gửi. Đợi nó xử lý ha. Còn bên Flow, mình qua bên Flow. Nếu mà bạn dùng Flow á, nhớ bật cái VPN lên nha. Kết nối vô bên Mỹ ha. Rồi, đợi nó kết nối ha. Rồi, kết nối thành công rồi nha. Đó, những cái hướng dẫn cơ bản này á, mình đã từng hướng dẫn các bạn ở cái video trước rồi nha. Nhập cái này vô. Rồi, ở đây quan trọng nè. Cái này quan trọng nè. Chọn cài đặt nè. Đó, ở đây bạn phải chọn là V3 ha. Thì nó mới ra cái video mà có âm thanh nha các bạn. Ok, Enter. Rồi, trong lúc chờ đợi ra kết quả thì mình có một vài cái lưu ý cho các bạn. Khi mà các bạn tạo câu lệnh để mà có thể V3 làm ra cái video mà có tiếng Việt ha. Đó, có 4 cái lưu ý bạn cần nhớ. Thì thời điểm hiện tại á, V3 chưa chính thức hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt ha. Nên thỉnh thoảng bạn làm thì nó sẽ không có ra được như ý ha. Thì bạn nên đổi lại cái câu prompt và thử đi thử lại vài lần. Đó, thì có thể được. Cái lưu ý thứ hai đó là cái tỷ lệ mà tiếng Việt á trong câu prompt của bạn không được quá cao. Mình thấy là ví dụ như là cái prompt này ha. Đây, đây là nguyên cái đoạn nội dung prompt. Câu tiếng Việt của mình nè, như đây nè. Nó chiếm mình nghĩ là khoảng chưa tới 25%. Đó. Nếu mà cái câu tiếng Việt của bạn á vượt qua 25 hoặc là vượt qua 30% của cái câu prompt này á, cái tỷ lệ á, thì khả năng cao là bạn tạo bên cái flow này nè, nó sẽ không có tạo được ha. Tại vì nó nhận thấy là cái tỷ lệ mà tiếng Việt của bạn quá nhiều đi thì cái flow nó không có cho tạo. Và nhiều khi là bạn tạo bên Gemini á, nó không có ra được cái video mà nói tiếng Việt ha. Đó là cái thứ hai bạn cần lưu ý. Cái thứ ba là nếu mà trình duyệt của bạn đang bật cái chế độ là Auto Translate, tức là tự động dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, thì bạn nhớ tắt cái đó đi ha. Tại vì những cái AI á, bạn mà sử dụng cái đó nó dễ ảnh hưởng, nó làm cho cái AI nó hoạt động không có đúng ha. Đó, thì nếu mà bạn đang dùng cái Auto Translate tự động dịch sang tiếng Việt thì nhớ tắt nó đi. Rồi, cái lưu ý thứ tư đó là tránh một vài cái chủ đề nhạy cảm, ví dụ như là chủ đề máu me, bạo lực, hở hang, rồi thậm chí chủ đề về trẻ em cũng là chủ đề nhạy cảm ha. Nếu mà bạn làm về những chủ đề đó, có thể cái video đó nó sẽ không có được như ý đâu.
Đó, đó là bốn cái bạn cần lưu ý ha, để mà có thể tạo được cái video VO3 và nói được tiếng Việt. Rồi, bây giờ chắc là nó tạo xong nè, vô coi ha. Ok, coi kết quả nha. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chân Đất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video VO3 nói tiếng Việt. Đó, thấy không? Thì có thể các bạn nhìn nè. Chào các bạn. Có một vài cái chữ tiếng Việt á, nó sẽ hiển thị không có đúng ha. Đó, cái này thì thời điểm hiện tại thì phải chấp nhận thôi, tại vì nó chưa có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt mà. À, ok. Rồi, coi bên flow coi nó là sao coi. À. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chân Đất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video VO3 nói tiếng Việt. Đó. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chân Đất. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video VO3 nói tiếng Việt. Thấy không? Rất là đơn giản ha. À, cái video bên phải này nè, nó nói giọng miền Nam. Cái video bên trái này nói giọng miền Bắc ha. Thì các bạn lưu ý là hiện tại do cái AI VO3 nó chưa có hỗ trợ chính thức ngôn ngữ tiếng Việt, nên cái chuyện mà bạn yêu cầu nó nói giọng Nam hay giọng Bắc thì nhiều khi nó không có hiểu đâu ha. Đó, đó là những cái bạn cần lưu ý để mà có thể tạo được video VO3 nói tiếng Việt. Rồi, ok. Rồi, vậy là xong cái hướng dẫn sử dụng VO3 để mà tạo được cái video có giọng đọc tiếng Việt ha. À, nếu mà sau này có cập nhật thay đổi gì đó thì mình sẽ cập nhật ở cái bài viết bên web ha. Bạn có thể xem cái bài viết đó ở link dưới phần mô tả. Rồi, nếu mà mình có cái gói nào đó mà VO3 mà giá được á, mình cũng sẽ để trong phần mô tả luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu mà thấy video này có ích thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck.